Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là Sài Gòn Central Market. Và ở đây thì họ chỉ hoạt động vào cuối tuần mà thôi. Ở đây chỉ cuối tuần thì mới diễn ra, và vào thứ bảy và chủ nhật thôi. Thứ bảy và chủ nhật thì ở đây họ bán rất là nhiều các loại đồ ăn thức uống, súp cua gỏi cuốn này, cuốn mắm này. Cái khu này đây thì luôn là đông vui nhất. Tới đây thì lúc nào cũng có vẻ là đông nghẹt người. Không thấy cái gì luôn á Thảo ơi, rồi lát chụp lại. Quậy cho có gì không? Quá đông đúc, bánh tráng nướng. Đây là món bạch tuộc nướng ạ. Rất là nóng. Nhìn ngon quá. Đây là bên này bánh tráng nướng. Đây là món bò lá lốt ạ. Đây thì mấy cái anh nóng quá. Nóng quá cả nhà ơi. Đây. I've been going to KFC. Qua đây mua đồ ăn xong đi vòng vòng ra ngoài này. Ôi mê ly big size này, cũng có những du khách gia đình tới đây mua đồ ăn xong chạy qua đây á. Bơ xuất tiêu, chân gà, đùi gà. Các bạn hãy làm kem cuộn. Hết cái khu ẩm thực rồi các bạn. Hết khu ẩm thực thì ra tới đây là đến cái khu này, họ bán đồ quần áo, trang sức. Bên đây là cái mặt trước của phía bên hông của công viên 23 tháng 9
trên đây thì mọi người họ vẫn tập thể dục như bình thường. Đó, mà khúc ngoài này ở đây thì khá là sầm uất. Bây giờ thôi chúng ta sẽ đi bộ vào cái khu phố Tây Bùi Viện nhé cả nhà. Đây là một cái con hẻm trong khu phố Tây này. Giờ chúng ta sẽ băng qua đường nhé. Đây, tới đây có thể mua tour du lịch nhé. Disco Journey Travel. Đó, các em massage thì đi, thì các em ý che mặt lại, không muốn cho chúng ta nhìn thấy mặt. Đây là cái khách sạn Helios Hotel. Helios Hotel. Đây bây giờ chúng ta đang đi về cái khu vực phố Tây Bùi Viện đây cả nhà. Công mê công mê theo phố Tây Bùi Viện này là một cái con phố rất là sầm uất, buôn bán tấp nập, và tuy nhiên thì rác ở đây khá là nhiều, ẩm thực ở đây cũng rất ngon. Tuy nhiên, nếu như mà nói về cái độ sạch đẹp của thành phố thì có lẽ là chưa một tầm hạnh. Taxi. Đây chúng ta sẽ đi vào phố, đây là đang là phố Đề Thám. Chúng ta sẽ đi ở phố Bùi Viện nhé. Tầm buổi tối này thì Bùi Viện sẽ bắt đầu đông vui rồi. Thường là khoảng từ sau 20 giờ thì cái con phố này sẽ trở nên đông vui. Và giờ thì chúng ta đang có mặt ở phố đi bộ Bùi Viện, nhưng mà cái khúc ngoài này thì chưa có cấm xe, vẫn cho đi thoải mái. Đây chúng ta đang đi trên đường Đề Thám hướng về phía ngã tư Bùi Viện và Đề Thám. Lát xíu thì khi vào trong cái phố Bùi Viện này thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều các cái hoạt động văn nghệ cuối tuần. Hai cái ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật. Ồ, một cái cô em này rất là đẹp gái. Du khách nước ngoài họ tới đây chơi, họ cũng rất là thích. Vào tới đây là góc đường Bùi Viện và Đề Thám nhé cả nhà. Những hộ dân mà
xe máy ở trong này thì họ sẽ phải xuống dắt xe đi bộ đẩy vô trong. Đây có một cô ấy đá cầu với các cái du khách Tây. Xóa đi mà sao hôm nay